Khi phượng hồng khoe sắc trên sân trường cũng là lúc mùa thi bắt đầu. Mấy hôm nay Hoài Linh luôn đến trường sớm. Em và các bạn hẹn cùng nhau ôn bài, sẵn sàng chinh phục thử thách mới. Em ưu tiên học các kiến thức trọng tâm đã được thầy cô ôn tập trước đó. Hình ảnh cậu học trò chăm chỉ rất đổi quen thuộc trong mắt thầy cô bạn bè. Bước vào phòng thi với tâm thế tự tin, em và các bạn sẵn sàng hóa giải câu hỏi khó cho năm học nhiều hứa hẹn. Hồng Lam, Nguyễn Hoài Linh. Về năm 11 này thì nó rất ý nghĩa đối với em vì nó giúp học bạ của em hoàn chỉnh hơn. Trong năm 12 thì thi trung học phổ thông thì nó sẽ thay đổi nên là em cần phải cố gắng để đạt điểm cao trong kỳ thi này. Năm lớp 11 là nền tảng cho bậc học trung học phổ thông nên Linh rất chú tâm học tập. Đây là nhóm bạn thân của em. Thấm thoát, các em đã đồng hành nhau 2 năm học. Mỗi người một thế mạnh, cùng nhau củng cố kiến thức, chuẩn bị cho những buổi thi tiếp theo. Những lúc như vậy, Hoài Linh luôn là người khơi gợi vấn đề. Hình ảnh cậu học trò nhút nhát ngày nào không còn nữa. Học tốt trên lớp, Hoài Linh còn được biết đến với vai trò là bí thư chi đoàn lớp 11 xã hội 1. 2 năm qua, em cũng là ủy viên năng nổ, có nhiều đóng góp cho ban chấp hành đoàn trường. Các phong trào phần việc đưa ra em luôn hưởng ứng tích cực. Trong màu áo xanh thanh niên, chàng trai này tự tin thể hiện quan điểm, cùng tập thể đưa phong trào đoàn của trường phát triển. Đây là những hình ảnh của Hoài Linh khi tham gia công tác đoàn trong 2 năm qua. Dù gần hay xa, việc nặng hay nhẹ, em luôn xung phong để thử sức. Cũng từ đây, sự nhiệt huyết năng động trong em ngày một nhiều thêm. Dấu ấn của Linh trong 2 năm qua được đền đáp xứng đáng khi em là một trong 6 học sinh được chi bộ trường trung học phổ thông Chim Thành Tấn chọn đi học lớp cảm tình đảng vào tháng 4 vừa qua. Ban chấp hành đoàn cũng như chi bộ quan sát, thử thách và tạo điều kiện để các bạn phát huy xứng đáng để đứng vào cái hàng ngũ của đảng. 2 năm ở vai trò bí thư chi đoàn, Hoài Linh luôn trọn trách nhiệm, tiên phong gương mẫu. Mỗi phong trào do đoàn trường phát động, em chủ động tìm hiểu thật kỹ, truyền đạt một cách dễ hiểu và thu hút để các bạn tham gia thực hiện. Hình ảnh bí thư chi đoàn điềm tĩnh, tự tin, tạo nên sự tin tưởng cho giáo viên chủ nhiệm và tập thể lớp. Vinh dự được đi học sớm về cảm tình đảng. Và mục tiêu của em là học tập tốt và tham gia các hoạt động đoàn thật tốt và để làm mục tiêu để đứng vào hàng ngũ của đảng. Để Hoài Linh tròn ước mơ học tập và thực hiện tốt vai trò của một đoàn viên ưu tú, phía sau em là một người ba giàu đức hy sinh. Tuổi xế chiều, căn bệnh thoát vị đĩa đệm nhiều năm làm sức khỏe ông Nguyễn Văn Dững giảm sút. Không thể làm được việc nặng, ông chọn gắn bó với nghề bán vé số và chạy xe ôm. Quán nước của người quen ở khu vực 2, phường 7, thành phố Vị Thanh là nơi ông Dững đặt tủ bán vé số mỗi ngày. Bộ để tắm vé số em trai. 97 2 vé, số 12 vé. Dạ, tôi đi Vị Thanh cho cháu. Tới đâu? Bán hết vé số, có khách gọi thì ông chạy xe ôm. Miệt mài lao động mỗi ngày, ông kiếm được hơn 100 ngàn lo cho cuộc sống của 2-3 con. Người dân ở đây biết rằng hoàn cảnh ông Dững gà trống nuôi con nên thường xuyên ủng hộ vé số. Khi thì ưu tiên gọi ông chạy xe để có đồng ra đồng vào nuôi con trai đi học. Nhờ hàng xóm thương nên mười mấy năm qua ông vẫn bám trụ được
sau nhiều biến cố gia đình. Hồi đó thì chạy nói chung thì cũng lo cuộc sống cũng ổn ổn, mà bây giờ xe cộ thì nó quá đông nhiều nên chạy nó cũng hơi thiếu thốn. Có khi lo cho nó tới đợt học hành thì lo cho nó, thì nói chung cũng mượn người này mượn người kia. Đấy, thời gian mình trả dần dần. Mỗi cuộc học vô học cũng 2-3 triệu, đắm đồ học hành năm mới rồi này kia. Tôi rất cố gắng là lo cho nó học. Thấu hiểu nỗi lòng của cha nên Hoài Linh không dám lơ là việc học. Cha đi làm hay vắng nhà nên em luôn chủ động học tập và làm việc nhà. Trong căn nhà tiền chế bốn bên là mái tôn nóng nực, nhưng những kiến thức vẫn được em góp nhặt từng ngày. Những bài học trong sách được Linh chọn lọc từ khóa, rồi mở rộng tìm kiếm thông tin thông qua Internet. Cách tự học hiệu quả này được em áp dụng nhiều năm qua. Ý chí mạnh mẽ của Hoài Linh và ba như cách những đợt non này vươn mình tốt tươi giữa mùa nắng hạn. Dẫu mọi khó khăn quay quanh, nhưng niềm tin về sự học vẫn dâng cao. Tin vào một tương lai tươi sáng nên mười mấy năm qua hai ba con đã nương tựa nhau đi qua những chông gai cuộc sống, để hôm nay đứa con bé bỏng ngày nào trở thành thanh niên ưu tú, biết sống, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Đây là món quà ý nghĩa cuộc sống đã ban tặng cho ông Dẫn. Lâu rồi con cũng chưa nghe ba hát nữa. Dạo này con cũng nhớ giọng hát của ba rồi. Ba hát cho con nghe. Mình ơi gần 20 năm bốn phần vợ hiền mình đổi với tôi. 17 năm trước, cũng nhờ hữu duyên tài tử mà ông Dẫn quyết định đi thêm bước nữa với người vợ trẻ. Nhưng cuộc sống vợ chồng đâu phải chỉ có chung sở thích là đủ. Lúc Hoài Linh ra đời, cuộc sống thêm phần túng thiếu, mâu thuẫn dần nảy nở, không thể cứu vãn nên vợ chồng chia tay khi con mới 4 tuổi. Sau ly hôn, ông Dẫn được quyền nuôi con. Ông mừng nhưng cũng lo lắm vì sợ không thể cho con cuộc sống đủ đầy. Nhưng thời gian thấm thoát trôi, có con trai kề cận, nỗi buồn gãy đổ hôn nhân dơi dần, nhường chỗ cho gánh nặng cơm áo. Gà trống nuôi con mười mấy năm, hai ba con trao cháo qua ngày, nhưng chưa bao giờ dục tắt niềm hy vọng. Hy vọng về một tương lai tốt đẹp từ tri thức. Những lúc mà em cảm thấy buồn là ba luôn động viên để em tự tin và khuyên nhủ những điều tốt để em có thể hiểu ra được. Nếu như mà em được tiếp tục trên con đường học vấn, bước vào con đường đại học, em sẽ cố gắng học để giúp đỡ cho ba, không là phụ lòng ba. Mầm xanh hy vọng được ba dành hết thảy tình thương dung bồi, nay vươn mình tươi tốt chờ ngày hái quả ngọt. Hoài Linh đã vượt lên hoàn cảnh, sống và học tập thật tốt ngay trong chính hoàn cảnh của mình. Có niềm tin là có tất cả. Chúc cho em giữ vững nghị lực này để hoàn thành năm học quan trọng, chạm ngõ ước mơ. Mỗi nhân vật được giúp đỡ là cánh đồng tri thức của chương trình có thêm một hoa lúa ngát hương. Với Hoài Linh, chúng tôi lấy làm vui vì chọn đúng người đúng thời điểm. Suất học bổng này không chỉ có giá trị về mặt vật chất. Qua đây, chúng tôi mong tiếp thêm sức mạnh tinh thần để Hoài Linh vững bước học hành, vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Nhìn em đón nhận suất học bổng trị giá 20 triệu đồng đến từ nhà tài trợ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang. Ánh mắt long lanh niềm xúc động. Hy vọng sự chia sẻ này sẽ giúp Linh thêm tự tin trên bước đường tương lai. Tôn vinh nghị lực của em, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang tặng giấy khen tham gia chương trình. Nhân lên niềm vui là những món quà ý nghĩa đến từ Ban giám hiệu Trường Trung học Phổ thông Chiêm Thành Tấn, đoàn thanh niên của trường và giáo viên chủ nhiệm. Học bổng trao tay, nhưng ân tình còn mãi.
Chúng tôi mong có thêm những nhà hảo tâm đồng hành chương trình để những tấm gương vượt khó học tốt như Hoài Linh có điều kiện đến trường, bước vào đại học. Chúc cho ước mơ của em thành hiện thực để góp sức dâng đời những điều tốt đẹp.